Xin chào anh chị đến với buổi nhận định thị trường ngày 11 tháng 11. Em là Thái đến từ công ty chứng khoán MB. Hôm nay em xin chia sẻ nhận định thị trường và một số cơ hội đầu tư cổ phiếu trong thời gian tới. Về tình hình thị trường trong phiên hôm nay thì VN Index có một phiên tăng điểm từ cuối phiên. Trong cái giai đoạn đầu khi mà VN Index mở cửa ấy, thì VN Index có cái lực duy trì xanh nhẹ, nhưng mà sau đây cái lực bán duy trì đến thời điểm 11 giờ thì là VN Index rơi về vùng 1243. Sau giờ nghỉ trưa thì VN Index tiếp tục rơi về vùng 1240 là cái vùng hỗ trợ gần đây nhất của VN Index ở giai đoạn trước của hai phiên trước. Và sau đấy là cuối phiên thì VN Index duy trì đà hồi phục và kết là vùng 1250. Về cái thanh khoản hôm nay thì cũng có sự cải thiện đáng kể. Cái thanh khoản hôm nay được ở mức là hơn 19.000 tỷ và nó cũng có mức thanh khoản là gần gấp rưỡi so với thời gian trước. Giá trị giao dịch của nước ngoài trong phiên hôm nay cũng duy trì cái đà bán dòng, thì nước ngoài bán dòng chủ yếu là các mã như Maxa, CMG, STB và Techcombank. Đấy là những cái mã chính, và hôm nay là cái phiên thứ hai ngoài bán dòng giá trị là gần 1.000 tỷ. Đó, khá là mạnh và cái đột biến so với tuần trước. Thì thông thường thì nước ngoài thì bán duy trì quanh dưới 500 tỷ thôi. Thì trong hai phiên gần đây thì nước ngoài gia tăng bán rất là mạnh ở vùng 1.000 tỷ. Thì hôm nay thì một số các dòng vẫn bị bán mạnh là cái dòng chứng khoán và dòng cổ phiếu ngân hàng. Trong chứng khoán thì các cổ phiếu bị bán mạnh như là cổ phiếu ở đây thì có các cổ phiếu như là VX này, SSI, HCM hay là VND là những cổ phiếu mà nó giảm ở mức là khoảng từ 1,5 đến 2%. Đấy, toàn dòng chứng khoán thì đều có mức giảm trừ cái mã PCI. PCI thì là có mức tăng nhẹ. Đấy, còn về các mã ngân hàng thì mã ngân hàng ở đây thì cũng là một nhóm giảm khá là mạnh trong phiên hôm nay, chủ yếu là cái mã cổ phiếu là STB là giảm tới mức là gần 5%. TVBank là cái mã đứng thứ hai là giảm khoảng 2,7%. Còn lại là các mã bé hơn như là MSB hay Techcombank. Đấy, dòng ngân hàng hôm nay tuy là thị trường hồi phục nhưng mà dòng ngân hàng thì khá là yếu. Cái đây cũng thể hiện cái lực mua ở thị trường hiện tại hồi phục này cũng chưa ở mức quá mạnh. Cái dòng dẫn dắt như là dòng banh hay dòng chứng khoán thì nó vẫn chưa được có cái dòng tiền vào. Đấy, dòng bất động sản thì cũng tương tự thôi. Bất động sản thì cũng chỉ có các như là mã VinHome là được hồi phục ở về giai đoạn cuối phiên thôi. Đấy, còn hầu hết các mã ở trong dòng bất động sản như là đất xanh hay là PDR hay DGR đều là mức giảm là tương đối là 2-3%. Đấy, mức giảm là khá là mạnh. Và hiện tại thì các mã như là đầu tư bất động sản thì nó cũng đã giảm khoảng 2-3 phiên liên tiếp rồi, nó thể hiện cái lực bán tương đối lớn. Và cái dòng tiền thì hiện tại thì nó vẫn là xoay trong cái nhóm cổ phiếu VN Index hôm nay là nhóm cổ phiếu công nghệ. Thế đây thì nhóm cổ phiếu công nghệ thì mình có thể thấy là các nhóm cổ phiếu ở nhóm công nghệ như là phần mềm và dịch vụ điện toán như là cổ phiếu CMG này, mức tăng trần này, FPT, LC, ITTN. Đấy, dòng tiền thì vẫn như các phiên trước thì nó vẫn tập trung vào các cổ phiếu của thuộc dòng công nghệ thôi. Đấy. Hôm nay thì thanh khoản bán có duy trì tăng lên thì nguyên nhân là do cái lực bán ở bên dòng các cái dòng ngân hàng hay dòng quán là bất động sản là khá là lớn, nên cái lực bán nó mạnh hơn và cái lượng khớp giao dịch nó lớn hơn, và thể hiện thanh khoản nó hôm nay thì là giao dịch khá là lớn. Về chỉ số của VN Index, cái đồ thị của chỉ số VN Index thì ở đây thì mình theo dõi cái đồ thị chỉ số VN Index thì trong cái phiên hôm nay ấy, thì VN Index là sau khi mà chạm cái vùng hỗ trợ, đây là cái phiên hỗ trợ của cái vùng 1241 hôm trước, thì hôm nay cũng có tạo nên một cái nến hồi phục. Ở trong cái phân tích kỹ thuật thì cái nến hồi phục này nó gọi là cái nến bullish hammer, thì nó cũng báo hiệu cho cái việc mà tiềm ẩn là khả năng là VN Index cũng sắp tạo đáy rồi. Đấy. Thì thông thường khi xuất hiện cây này, cái nến bullish hammer ấy, thì nó sẽ là có tiềm tàng khoảng 2 đến 3 phiên tới thì VN Index có thể tạo đáy trong thời gian ngắn hạn. Về cái trend của VN Index thì hiện tại cái trend của VN Index từ trong ngắn hạn thì mình kẻ cái đường trend lên thì mình sẽ thấy cái trend tăng giá của VN Index trong ngắn hạn là đã bị gãy mất rồi. Đấy. Còn ở trong ngắn hạn thì VN Index vẫn đang ở trong cái vùng giảm dài hạn. Đấy. Thì hiện tại là cái chạm cái vùng cản ở trên này thì là VN Index sẽ bị điều chỉnh xuống. Với chiến lược của mình ở giai đoạn này thì mình sẽ tập trung các cổ phiếu thuộc cái nhóm mà có yếu tố trụ là chính thôi. Cái chỗ là trụ là chính, cái lượng cổ phiếu mình sẽ sử dụng là dưới 50% giao dịch để đảm bảo tài khoản không bị ảnh hưởng quá nhiều khi mà thị trường bị giảm giá. Các dòng như dòng bất động sản hay dòng chứng khoán tạm thời dòng tiền nó chưa vào thì mình sẽ tạm thời mình đứng ngoài cái đã. Mình sẽ tập trung các dòng cổ phiếu mà mạnh ở các giai đoạn khi mà thị trường điều chỉnh, như là dòng ngân hàng hoặc cổ phiếu trụ. Cái dòng công nghệ thì ở đây thì dòng công nghệ, cái khối công nghệ thì cũng sẽ được hưởng lợi khi việc ông Trung lên đấy. Thì ở đây mình sẽ theo dõi một cái số cổ phiếu của nhóm công nghệ, như là cổ phiếu CMG đi. Đấy, CMG thì sau một cái quá trình mà tích lũy khoảng khá là lâu, kể cái thời giai đoạn tích lũy thì CMG đã tích lũy khoảng 2 tháng rồi. Và cái vùng này thì CMG mới bứt phá lên thôi. Và mục tiêu của CMG thì vẫn là còn khá xa, là cái vùng quanh vùng 67 vòng 72 của giai đoạn trước. Tuy nhiên là cũng có CMG đã tăng khoảng 3-4 phiên rồi, thì sắp tới khoảng 2 phiên tới thì CMG sẽ có xu hướng điều chỉnh lại. Thì những để mà mình đầu tư nhóm cổ phiếu công nghệ này thì mình sẽ có thể tập trung khi mà cổ phiếu này nó điều chỉnh trong 1-2 phiên tới mình sẽ tham gia. Với nhóm cổ phiếu công nghệ thì nó sẽ là thiên hướng là đầu tư dài hạn hơn, tại vì nhóm cổ phiếu này thì các kết quả sản xuất kinh doanh của nó thì nó thông thường thì nó sẽ không có nhiều đột biến, nó sẽ là tốc độ tăng trưởng đều đều. Và cái lượng hiện tại là cái kỳ vọng của việc ông Trung lên là phát triển cái ngành công nghệ và điện toán đám mây nhiều AI ấy, thì là cái dòng công nghệ đã đang được cú dòng tiền theo cái đà của thế giới ấy. Đấy, thế là cổ phiếu CMG thì sẽ là cơ hội để mình mua ở trong cái đoạn 2-3 phiên tới khi mà điều chỉnh. Ở đây thì hiện tại CMG đã đang ở quanh cái vùng 57.4. CMG quanh vùng 57.4 thì mình chờ tích lũy khoảng 1-2 phiên. Và quanh vùng 56 đến vùng 54 mình sẽ tham gia mua. Đấy, trong ngành công nghệ thì mình có thể chọn một mã CMG. Với FPT thì cổ phiếu là đứng đầu ngành, và tuy nhiên là giai đoạn này thì cái FPT tăng rất là ít. Vì cái lượng giao dịch ở cái lượng nắm giữ của cổ phiếu quỹ thì vẫn khá là cao. Cổ phiếu quỹ ở bên các quỹ cầm khá là cao, là cái động lực để mà tăng giá được cái dòng cổ phiếu này là tương đối ít ở giai đoạn này. Và hiện tại mình nếu mà nhìn cổ phiếu FPT thì mình sẽ thấy là cái đồ thị nó là đang xu hướng là đi ngang quanh vùng 135 đến vùng 140 trong thời gian cũng khoảng 1-2 tháng rồi. Kỳ vọng thì cái này nó sẽ bứt phá lại trở lại khi mà khối ngoại quay lại mua dòng FPT. Hiện tại là cái yếu tố mà cản trở FPT là cái việc khối ngoại là bán dòng. Khối ngoại cũng nắm giữ cái lượng cổ phiếu FPT khá là lớn, và lực bán lớn thì là nó cũng làm giảm cái đà hồi phục của FPT. Trong cái nhóm cổ phiếu công nghệ thì mình có thể để ý các cổ phiếu như VGI hay Viettel Post. Thì cái cổ phiếu này cũng đã tăng một thời gian dài rồi. Và nếu mà mình mua thì mình sẽ canh để VGI hay là Viettel Post là quanh về cái hỗ trợ trend, nhưng VGI nó sẽ có cái giai đoạn là tích lũy lại quanh vùng này thì mình tham gia mua. Đấy, VGI cũng tích lũy khá là lâu quanh vùng 60-70 rồi. Và giai đoạn này cũng là giai đoạn bứt phá lên, đi lên thôi. Mới cũng chỉ tăng là khoảng 10% thôi. Vẫn là cơ hội để mình đầu tư dài hạn. Về thị trường tầm đáy thì mình có thể tham gia cái nhóm khối ngành công nghệ như VGI hay Viettel Post. Nhóm cổ phiếu Viettel Post thì như cái phiên trước em phân tích thì là cái cổ phiếu Viettel Post đấy. Viettel Post thì trong giai đoạn trước thì Viettel Post đã tăng đến cái vùng cản rồi. Nếu mình kẻ các cái đường trendline của Viettel Post lại với nhau á, mình sẽ kẻ lên cái đường hỗ trợ của Viettel Post. Cản của Viettel Post là quanh vùng 106 hết này rồi. Đấy, thì ngắn hạn thì Viettel Post cũng có thể điều chỉnh lại. Và nếu mà mình theo chiến lược đầu tư các cổ phiếu công nghệ thì mình cứ kẻ các đáy lại của Viettel Post và mình sẽ mua quanh vùng tiếp cận cái vùng hỗ trợ bên dưới này. Đó là tình hình về thị trường trong phiên hôm nay. Thì VNX hôm nay có cái nến hồi phục là bullish hammer thì nó cũng sẽ là cái nến thể hiện cái lực mua ngắn hạn. Tuy nhiên là cũng chưa phải là thị trường có thể tạo đáy ngay được, thì mình sẽ phải chờ khi mà 1-2 phiên tới. Và nếu mà VNX không tụt vùng 1-2-40 và cũng nếu mà tốt hơn thì nó có hồi phục lên vùng 1-2-60 thì mình có thể tham gia mua cái tỷ trọng lớn hơn. Ở đây thì có bạn đến phần tiếp theo, mình sẽ chia sẻ thêm một số cái khuyến nghị về các cơ hội đầu tư. Ở đây bạn thị hiếu chứng khoán là CMG giá nào mua được, thì mình vừa mới phân tích về cổ phiếu CMG thì là cái thuộc nhóm cổ phiếu công nghệ ấy, thì mình sẽ mua khi mà nó sẽ điều chỉnh Bây giờ nó đang là 57.4 thì mình sẽ chờ điều chỉnh khoảng 2 đến 3 phiên tới thì mình sẽ tham gia mua cổ phiếu CMG. CMG nó sẽ vẫn được hưởng lợi từ cái việc là công nghệ AI đang phát triển mạnh ở giai đoạn này. Thì mình có thể tham gia trong giai đoạn tới. Đấy là cái vùng mua, mình sẽ mua khi mà thị trường có cái đợt mà điều chỉnh như những cái phiên hôm nay nhé. Nếu mà CMG điều chỉnh như phiên hôm nay thì mình có thể điều chỉnh theo thị trường như phiên hôm nay thì mình tham gia khoảng là khi mà CMG giảm khoảng 3 đến 5% mình sẽ tham gia mua vào luôn để tránh là khi cái dòng này nó đang mạnh ấy, nếu mà mình không mua được cái giai đoạn đầu thì mình mua ở đoạn sau thì cái lượng tích lũy được cái giá tốt khá là kém. Bạn đang yêu cầu phân tích mã STB, cái cổ phiếu STB này thì em đã lấy đồ thị của STB. Thì STB thì đây, STB thì anh chị nhìn, nếu mà nhìn trên đồ thị thì mình sẽ thấy là cái vùng 36 là nó sẽ tạo đỉnh cái lần thứ hai rồi, và năng cái ở vùng này thì là nó sẽ tiềm ẩn cái mô hình hai đỉnh trong ngắn hạn này. Nếu mà mình xét trên cái phương diện mà đo về cái mô hình hai đỉnh ấy, thì mình sẽ đo cái khoảng cách từ cái giá 36 mình vòng xuống cái vùng giá quanh vùng 35, tầm khoảng 2,5 giá. Thì mục tiêu của nếu mà trong cái giai đoạn mà điều chỉnh mạnh ấy, của STB thì có thể mục tiêu nó phải quanh vùng về vùng 32, vùng 30. Nhưng trên đồ thị thì nếu mà mình kẻ chen ra của cổ phiếu STB ấy, thì mình sẽ thấy cái vùng hỗ trợ của STB cũng sẽ là ở trong 1-2 phiên tới khi mà nó quanh vùng 33, vùng 33.5. Mình sẽ xem khi là STB về cái vùng này ấy, thì nếu không có lực mua tốt mà hồi phục được thì mình sẽ mới tham gia mua, hoặc là mình có thể được đầu tư khoảng 5 đến 10% trước ở cái vùng hỗ trợ này thì rủi ro nó cũng chưa không ở mức cao. Thì mình ở cái giai đoạn trước thì sau một cái phiên tăng ấy, thì STB nó có hai cái phiên đỡ lại thì mình sẽ kỳ vọng hai cái phiên tới này nó sẽ đỡ được quanh cái vùng này. Nếu mà không đỡ được vùng này, xuyên qua vùng này thì mình phải chờ cái vùng khi mà nó rơi về giá 33.5 mà trừ 2,5 giá rưỡi tầm khoảng giá vùng 31 thì mình mới tham gia mua được. Cái kết quả kinh doanh của STB thì trong giai đoạn trong năm nay thì STB vẫn đang hoàn thành cái đề án tái cơ cấu 10 năm từ 2015 đến giờ. Theo chủ tịch Dương Công Minh thì ông cũng kỳ vọng là sẽ là thu hồi hết các nợ xấu từ cái giai đoạn trước và chấm dứt xong cái nợ xấu của ngân hàng Việt Nam từ hồi xưa, và năm 2025 thì có thể là chia cổ tức bằng tiền hoặc là bằng cổ phiếu. Ngoài ra là có thể là đấu giá cái lượng cổ phần của ông Trầm B đang bị VMC giữ. Để đấu giá cái lượng cổ phần của ông Trầm B là khoảng 32,5% cổ phần này. Thì giá kỳ vọng của các nhà đầu tư hiện tại đang kỳ vọng là vùng giá trên 42 thì nó cũng sẽ là cái động lực cho STB trong thời gian 2025. Còn về cuối năm thì STB cũng phải có cái quá trình vận động theo VN Index thôi. Nếu mà VN Index hiện tại thì nó chưa tạo đáy thôi, vì nhóm cổ phiếu mà có mức độ biến động sát với VN Index ấy, thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng như dòng ngân hàng. Thì STB cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phiên hôm nay thì STB đang bị bán khá là mạnh. Thế so với các cổ phiếu dòng ngân hàng khác thì là bên này bị bán khá là lớn. Đấy, thì nó thể hiện là cái lực lượng đầu cơ bây giờ của cái nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng ấy, thì cũng bắt đầu chuyển dần lại chuyển sang cái dòng cổ phiếu dòng công nghệ rồi. Đấy, thì là mình sẽ thấy cái dòng tiền ở hiện tại thì sau cái phiên hôm nay thì ngày mai nếu mà VNX cái giá trị giao dịch duy trì nó vẫn ở mức thấp quanh 10.000 tỷ thì nó cũng có thể cho thấy là cái dòng tiền bắt đáy ở giai đoạn này nó chưa có sự thay đổi lớn, và dòng tiền mới không có nhiều. Dòng tiền mới mà không có nhiều thì thị trường nó vẫn chưa thể là tạo đáy luôn được. Theo bạn cổ phiếu 360 thì có nhờ mình xem hộ con KBC thì KBC là ông chủ của ông trùm khu công nghiệp Đặng Thành Tâm. Thì, KBC thì ở trong giai đoạn sau cái cuộc bầu cử của ông Trung ấy, thì là có được hưởng lợi, tại vì là giai đoạn trước đấy thì tập đoàn Trung ấy cũng sang Việt Nam và cũng khảo sát để là hợp tác với KBC để thực hiện là cái khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên. Tại Hưng Yên thì mình sẽ thấy là cũng ở gần quanh khu Hà Nội thì nó cũng tận dụng được cái ưu thế là ở gần Hà Nội ấy, thì cái lượng Các khu công nghiệp ở gần Hà Nội thì đa phần là sẽ thu hút được cái nhà đầu tư ngoại khá là nhiều, nên là KBC nó sẽ được hưởng trong thời gian tới. Về cái ngành công nghiệp thì là do cái xu hướng về khi mà chung lên, ông sẽ đánh thuế nhiều ở các thị trường như Trung Quốc, và mình là đang sát với thị trường Trung Quốc này, thì có cái dòng vốn đầu tư hoặc các công ty có đặt tại Trung Quốc chẳng hạn, như các công ty của Mỹ chẳng hạn, thì họ cũng có xu hướng là sẽ chuyển nhà máy hoặc các nước khác, họ chuyển nhà máy sang thị trường Việt Nam để mình né thuế. Thời gian của ông Trung lên cũng nắm quyền cũng sẽ là 4 đến 5 năm, và thời gian thực hiện đánh thuế nó sẽ sớm hơn giai đoạn trước. Giai đoạn trước thì ông Trung phải mất 1-2 năm thì bắt đầu vào đánh thuế Trung Quốc, thì đợt này thì hiện tại sẽ đánh thuế luôn, thì là cái dòng công nghiệp nó sẽ được hưởng lợi. Và KBC thì các dự án của KBC thì đa phần là nó sẽ đưa về lợi nhuận bắt đầu từ quý 4, nên là cái điểm rơi lợi nhuận của KBC ở về cái quý 4 này và quý 2025 là khá là lớn. Nên nếu mà mình nhìn trên đồ thị của KBC thì mình sẽ thấy là KBC là có 3 cái phiên là tăng điểm rồi, và bây giờ KBC đang tích lũy lại một cái giai đoạn là quanh vùng 28-29 đấy. Và cái đồ thị của các nhóm ngành mà đã, trong giai đoạn mà thị trường yếu như này thì nó thông thường là sẽ là có xu hướng là đây, vẽ cái bút nó sẽ xu hướng là như này đấy, đi ngang như này và sẽ tích lũy lại cái vùng hỗ trợ chen, thì mình sẽ chờ mua các cái vùng hỗ trợ chen bên dưới KBC đấy, mình sẽ mua quanh có thể là quanh vùng 27-28 là cái vùng hỗ trợ của KBC mình đầu tư trong thời gian tới. Nếu mà VNDex tạo đáy ngay thì mình có thể tham gia luôn, còn nếu mà VNDex hiện tại thì VNDex chưa có thể tạo đáy ngay ấy, thì cũng phải chờ là trong 1-2 phiên tới VNDex có thể tạo đáy được quanh vùng này, vùng 1240 và 1250 ở đây, quanh vùng này, hoặc là có thể đi lên vùng trên này chẳng hạn thì là tốt, sẽ vượt được khỏi chen giảm. Còn nếu mà xấu hơn thì nó sẽ có thể rơi về cái vùng thấp hơn thì cái vùng hỗ trợ của mình, nếu mà mình kẻ lại cái vùng hỗ trợ tiếp theo thì nó sẽ là quanh vùng 1200, quanh vùng 1200 thì mình sẽ tham gia mua. Nhưng mà cái nến hôm nay nó cũng thể hiện tiềm năng, và cái vùng này có thể là cái lực cầu nó đã có gia tăng giai đoạn trước rồi, điều đấy thể hiện ở cái tài khoản nó tăng cao, thì cũng sắp là cái giai đoạn thị trường nó cũng vào giai đoạn mấu chốt, chứ nó không đi ngang như giai đoạn trước nữa rồi, thì mình sẽ phải cần chú ý thêm ở giai đoạn khoảng 1 đến 2 tuần tới. Nếu mà khi VNDex mà không duy trì được vùng 1240 và xuyên sâu xuống thì mình sẽ cân nhắc ở quanh vùng 1200, nếu mà có hỗ trợ thì mình sẽ tham gia vùng 1200. Vậy thì đấy, vừa rồi em vừa chia sẻ một số cái nhận định thị trường, anh chị nếu mà có cổ phiếu thì anh chị có thể cứ nhắn ở phần comment, em sẽ chia sẻ dần. Ở đây thì là các bạn đang hỏi về cái mã Techcombank. Techcombank là của cái thuộc nhóm của ngân hàng ấy. Thì Techcombank cũng như STB thôi, thì Techcombank cũng có 3 cái phiên giảm giá liên tục rồi. Hiện tại thì là Techcombank này còn giảm mạnh hơn thị trường cơ, khi mà đã thủng khỏi cái vùng đáy của cái phiên 4 phiên trước. Đấy, nó thể hiện cái lực bán của Techcombank ở giai đoạn này tương đối mạnh. À, nếu mà mình nhìn trên đồ thị ấy, đồ thị của Techcombank ấy. Đây. Nhìn trên đồ thị của Techcombank thì mình sẽ thấy là cái hiện tại nó vẫn đang ở trong cái xu hướng giảm từ giai đoạn trước. Đây, và cái xu hướng tăng ở giai đoạn trước thì đã bị bẻ gãy ở cái phiên 2 phiên trước rồi. Đấy, và bây giờ nó sẽ là đi xuống cái vùng hỗ trợ bên dưới ở quanh vùng 22.5 đến 22. Nếu mình đầu tư cổ phiếu Techcombank thì mình có thể chờ khi mà dưới vùng 23 thì mình mới tham gia mua cổ phiếu Techcombank. Còn trong ngắn hạn thì với khi mà VNDex chưa tạo đáy thì mình sẽ phải xem xét một chút, tại vì rằng cái lực bán ở cái dòng cổ phiếu này cũng là tương đối mạnh, nó có 3 cái phiên giảm liên tục rồi. thì vừa rồi tôi chia sẻ nhận định thị trường ấy, thì cái live nó bị hỏng một chút thì em sẽ kết thúc cả buổi live hôm nay. Thì chúc anh chị đầu tư thành công và hẹn gặp lại ở các buổi live tiếp theo.